Chào mừng các bạn đã đến với trận đấu giữa 5 tuyển thủ của chúng ta, bao gồm Duy Mạnh, Đình Triệu, Đình Bắc là các cầu thủ của đội tuyển quốc gia. Trong khi đó thì các bạn nhìn thấy sẽ có 2 tuyển thủ nữ, trong đó có Hoàng Thị Loan. Đây là trận đấu mà tổ chức trên sân bóng cỏ nhân tạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Và chắc chắn là chúng ta sẽ thắc mắc xem là liệu đối đầu với những cầu thủ chuyên nghiệp như thế này thì các bạn nhỏ của chúng ta sẽ làm như thế nào. Nhưng con số không phải là ít, và nó gấp đến 20 lần số lượng tuyển thủ, đó chính là 100 bạn nhỏ. 100 bạn nhỏ đối đầu với 5 tuyển thủ chắc chắn sẽ là một thử thách rất khó. Vâng, bắt đầu rồi. Các cầu thủ nhí của chúng ta sẽ chia làm các khu vực: tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ và nhóm các thủ môn. Có 4 khu vực, và các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đang tìm cách triển khai bóng. Lúc này thì Đình Triệu đang đá ở dưới cùng, Duy Mạnh đá ở trên cùng, Đình Bắc sẽ sánh vai hậu vệ. Vâng, các bạn nhí đang có bóng ngay ở những phút đầu tiên. Như vậy là 1-0 rồi. 1-0 rồi, rất nhanh. Số lượng áp đảo và cách nhập cuộc hùng hổ đã giúp cho các cầu thủ nhí có được bàn thắng mở tỷ số. Đây là trận đấu có trọng tài và theo luật của sân 11. Chính vì thế mà các cầu thủ nhí chắc chắn sẽ phải gọi là lấy thịt đè người, dùng số đông để chiến thắng được đẳng cấp của các tuyển thủ. Hoàng Loan cũng đã bị vượt qua. Chốt trận cuối cùng là Đình Triệu. Đình Triệu ngày hôm nay thì sẽ đóng vai trò vừa là thủ môn và cũng là vừa một hậu vệ luôn. Đây là một trận đấu có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời sự nghiệp của mình mà các tuyển thủ phải đối mặt với một trận đấu khó khăn như thế này, khi mà có đến 100 tuyển thủ, xin lỗi các bạn, là 100 cầu thủ nhí. Một quả đá phạt góc nhưng cũng đã rất nhiều các cầu thủ tranh nhau đá. Một cú đá rất mạnh. Lực sút của cậu bé vừa rồi là không hề tệ. Vâng, có đến khoảng 20 cầu thủ trong vòng cấm địa. Liệu có bàn thắng tiếp theo hay không đây? Vâng, không vào, rất may. Đình Triệu sẽ phát bóng thật mạnh lên bên trên. Đình Triệu là thủ môn số 2 của đội tuyển Việt Nam. Thủ môn số 1 là Nguyễn Philip. Số 3 là Nguyễn Văn Việt. Vâng, một pha dứt điểm không thành công của các cầu thủ. Bóng đã bị thủ môn Đình Triệu cản phá. Các cầu thủ nhí đang rất cố gắng, một pha ném rất mạnh lên. Tiền vệ và tiền đạo của các cầu thủ nhí đang gộp thành một, số lượng rất đông, phải đến 50 người ở khu vực phần sân của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Đình Triệu tiếp tục phải trọng tài cản phá. Các cầu thủ tranh nhau sút rồi, vào không? Không được, Đình Triệu đã tóm gọn bóng rồi. Bây giờ là Đình Bắc trước 20 cầu thủ. Vâng, một pha chuyền bóng mạnh lên trên cho Duy Mạnh. Duy Mạnh đang đá tiền đạo cánh trái. Vâng, không thể qua được hàng chục cầu thủ như thế. Duy Mạnh đã bị mất bóng. Những cầu thủ mặc dù được coi là cầu thủ nhí nhưng có những cầu thủ có chiều cao rất tốt, và vừa rồi có một cầu thủ có lực cột sút rất mạnh. Duy Mạnh lúc này đang phải tìm vị trí để có thể nhận được bóng. Không hề đơn giản một chút nào khi trước mặt anh là hàng chục cầu thủ. Dù là kể cả năng lực trình độ có kém đi chăng nữa nhưng mà đối mặt với nhiều cầu thủ như thế này chắc chắn sẽ rất khó khăn. Tiếp tục là các cầu thủ nhí, thậm chí là bản thân các cầu thủ nhí còn tranh nhau để có được quả bóng của mình. Các bạn trẻ đang tranh nhau để có thể có cơ hội được đối mặt với các tuyển thủ. Với các cầu thủ nhí thì có lẽ đây cũng là lần đầu tiên họ có cơ hội được đối mặt với nhiều tuyển thủ quốc gia đến thế. Sẽ là một ký ức tuyệt đẹp của các cầu thủ. Đây là trận đấu tổ chức vào trung tuần, vào giữa tháng 3.
và trong đợt tập trung để chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 gặp hai đối thủ là đội tuyển Indonesia. Gặp hai trận, có hai trận đấu gặp đội tuyển Indonesia. Và chính vì thế, lực lượng lúc này đang có sự góp mặt của một số cầu thủ như Đình Bắc, Duy Mạnh hay là Đình Triệu. Tiếp tục là các cầu thủ nhí của chúng ta. Với các cầu thủ nhí thì họ phải chia làm các khu vực, còn với các cầu thủ của đội tuyển với chỉ có 5 người thôi thì họ sẽ phải một mình đảm nhận nhiều vị trí và phải tìm cách vượt qua đến hàng chục con người như thế này. Tôi nghĩ rằng kể cả những ai tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp cũng sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn. Như vậy là có bàn thắng hay không đây? Các cầu thủ đang tranh nhau sút vào, không được rồi. Có đến 20 cầu thủ tranh nhau sút bóng vào gôn. Vừa rồi được tính là một bàn thắng cho các cầu thủ nhí. À không, như vậy là bóng đã ra ngoài và sẽ được phát lên. Đình Triệu tiếp tục phải phát một cú đá thật mạnh lên bên trên. Tiếp tục là Đình Triệu. Đình Triệu ngày hôm nay có một ngày làm việc vô cùng vất vả. Liên tiếp đón nhận những pha tấn công. Đây là Duy Mạnh, bên trong là Đình Bắc. Làm gì đi? Duy Mạnh đang gặp vòng vây của khoảng 10 cầu thủ, đã bị dồn ra góc rồi, rất khó. Rất khó cho Duy Mạnh. Bây giờ Duy Mạnh sẽ thực hiện một pha ném biên. Một pha đánh đầu rất khó khăn của Đình Bắc. Các cầu thủ thì đang lên bóng, thậm chí họ đang tranh nhau quả bóng rồi. Một pha xoài người xoạc bóng của trung vệ kiêm thủ môn Đình Triệu. Tiếp tục là Đình Triệu. Đội tuyển của chúng ta sẽ có những buổi tập vào chiều ngày 14 tháng 3 để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Indonesia. Sau đó họ sẽ có ngày 19 tháng 3 sẽ di chuyển sang Indo, Jakarta để sẵn sàng cho trận đấu trên sân Bung Karno. Và đây là nhóm các cầu thủ góp mặt trong một buổi tổ chức để làm sự kiện, một chương trình rất ý nghĩa cùng với nhà tài trợ Ace Cup. Bên cạnh đó là một phần giao lưu với các trẻ em làng SOS. Tiếp tục là pha bóng, Đình Triệu phải đặt bóng xuống. Và đây là cách mà các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam giải quyết quả bóng lên bên trên để giải tỏa sức ép cho khung thành. Tuy nhiên ngay lập tức bóng sẽ lại quay trở lại thôi, vì lúc này các bạn nhỏ đang ở rất đông, tranh nhau sút bóng rồi. Vâng, như vậy là đã có bàn thắng thứ hai rồi. Đình Triệu tiếp tục phải ném bóng. Hoàng Thị Loan rất khó, không có một ai đứng gần Hoàng Thị Loan. Chỉ có Duy Mạnh thì đã đang bị kèm bởi 20 cầu thủ rồi, rất khó khăn. Tiếp tục là một bạn nhỏ có tốc độ và khả năng đi bóng rất hay. Vâng, một cầu thủ nhí còn đang tranh bóng, còn đang làm thủ môn thay cho Đình Triệu. Như vậy tỷ số đã là 3-0. Một trận đấu cực kỳ khó khăn của Đình Bắc, Đình Triệu và Duy Mạnh. Có lẽ trong sự nghiệp của mình chưa bao giờ họ phải gặp một đối trọng kinh khủng và gọi là khó khăn như thế này. Sức mạnh của các cầu thủ nhí hợp lại, 100 con người hợp lại là rất lớn. Chính vì thế mà các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, đội tuyển nam và đội tuyển nữ đang gặp vô vàn khó khăn. Bây giờ thì thay vì là xuất phát điểm từ sân nhà thì lúc này trọng tài đang đưa bóng đến khu vực vòng tròn giữa sân để giải tỏa sức ép cho khung thành của thủ môn Đình Triệu. Bây giờ đúng theo luật của sân 11 là các cầu thủ phải chạy ra vòng tròn
chạy ra bên ngoài vòng tròn và giao bóng ở khu giữa sân, nhưng cũng rất khó để có thể tấn công. Vâng, một pha triển khai nhanh, bóng được đưa sang cánh trái, nhưng cũng chỉ một lúc là mất bóng thôi. Thời lượng kiểm soát bóng lúc này có lẽ là khoảng 95% và 5%. Các cầu thủ ý đang rất cố gắng. Vâng, một cú sút từ xa nhưng không thành công. Như vậy là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam, ông Philippe Rougier, cũng đã có mặt để theo dõi các học trò của mình. Có lẽ là với một trận đấu như thế này thì ông Philippe Rougier sẽ phải nghiên cứu thật kỹ chiến thuật để có thể vận hành. Không biết với một vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam thì ông sẽ sử dụng chiến thuật gì để có thể giúp cho các cầu thủ đánh bại với một khối lượng và số lượng đông như thế. Đối thủ của các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đó chính là 100 người. 100 người thì không hiểu là phải đá kiểu gì đây, trong khi đội tuyển Việt Nam chỉ có đến 5 người mà thôi. 5 đấu 100. Thực sự là nghe đã không cần tài cần sức rồi. Và lúc này thì tỷ số đang phản ánh đúng cục diện của trận đấu. 3-0. Tiếp tục là một pha đẩy bóng của Đình Triệu. Tôi nghĩ rằng trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình thì Đình Triệu phải đẩy bóng ở trận đấu này nhiều so với tất cả các trận đấu mà anh đã từng tham dự. Hôm nay thì Đình Triệu còn không mang găng tay nữa. Không biết là anh đã chịu nổi bao nhiêu cú sút nữa đây. Tiếp tục là một bàn thắng, tỷ số là 4-0. Bất lực rồi, bất lực hoàn toàn rồi. Như vậy bóng được yêu cầu mang lên khu vực giữa sân, rất khó khăn cho các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Một pha sút bóng luôn của Đình Triệu. Được không đây? Không được. Đình Triệu định có một pha dứt điểm từ khu vực giữa sân nhưng không thành công. Rất khó khăn. Đình Bắc đang định tâng bóng lên và thoát khỏi các cầu thủ nhí bằng những pha bóng bổng. Tuy nhiên lúc này thì thực sự khó khăn. Cả trăm bạn nhỏ như này, thậm chí là khung thành của các bạn nhí phải có đến 10 thủ môn. Vâng, như vậy một thủ môn đã quyết định lao lên rồi, có quá đói bóng. Một thủ môn đã quyết định lao lên trên. Không ở nhà phòng ngự nữa. Đình Triệu đã bị qua người một cách rất dễ dàng. Các cầu thủ nhí của chúng ta cũng có kỹ thuật cá nhân rất tốt. Tài năng tương lai của bóng đá Việt Nam chăng? Dứt điểm đi, không được. Một pha cản phá rất kịp thời của Đình Bắc. Đình Bắc đã lùi về phòng ngự và cứu cho đội tuyển Việt Nam một bàn thua. Bây giờ Đình Bắc sẽ phát bóng từ sân nhà. Một cú phát bóng rất mạnh lên. Nhưng các bạn có thể thấy là rất đông các cầu thủ nhí, không thể qua được vòng vây. Đình Triệu lúc này đang được đôn lên đá tiền vệ rồi. Thời điểm ghi hình là thời điểm mà Đình Bắc cũng đang ở trong một nhóm tin đồn liên quan đến việc sẽ rời Việt Nam để sang Nhật Bản thi đấu với một mức lương khoảng hơn 200 triệu. Đình Bắc lúc này sẽ chính thức không đến câu lạc bộ Hà Nội do những khác nhau về quan điểm liên quan đến hợp đồng, liên quan đến những điều khoản. Và bây giờ thì Đình Bắc đang chờ đợi xem phía trước là gì. Trước mắt Đình Bắc là đội tuyển Việt Nam đã. Rõ ràng huấn luyện viên Chujie là huấn luyện viên rất thích Đình Bắc. Và chắc chắn Đình Bắc sẽ là một quân bài vô cùng quan trọng trong những trận đấu tới của đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia. Dù cho tại câu lạc bộ, Đình Bắc đang gặp những vấn đề khác nhau. Này thì huấn luyện viên Philippe Tuzier cũng đang có mặt để tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ, các bạn nhí. Bạn nhí lúc này đang đến để xin chữ ký của huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Bỏ cả trận đấu rồi. Thực ra một trận đấu như này thì không quá quan trọng về mặt chuyên môn. Tuy nhiên nó cũng là cái cơ hội để các bạn nhí được giao lưu với các tuyển thủ, là một điều rất ý nghĩa.
đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào ngày 14, 15, 16, 17 và 18. 5 ngày. Sau đó ngày 19 thì đội sẽ di chuyển ở chuyến bay buổi sáng sang Indonesia. Buổi chiều cùng ngày thì đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại Jakarta, Indonesia. Như vậy là Duy Mạnh đã kết thúc trận đấu của mình. Hôm nay thì Duy Mạnh không mang một đôi giày thi đấu và mang một đôi giày di chuyển. Chính vì thế mà anh phải thi đấu ở vị trí tiền đạo. Và đây cũng là một trận đấu, thực ra là một trận đấu vui thôi. Cho nên là đây sẽ là khoảng thời gian mà Duy Mạnh có thời gian giao lưu với các bạn nhí. Duy Mạnh sẽ cùng đội tuyển Việt Nam tập luyện trước khi huấn luyện viên Philippe Trugier chốt lại danh sách các cầu thủ sang Indo. Và chắc chắn sẽ không có sự góp mặt của Bùi Hoàng Việt Anh do cầu thủ này bị những vấn đề liên quan đến chấn thương. Một đường sút sút rất xa của đỉnh Bắc từ giữa sân, hòng ghi siêu phẩm nhưng không được. Vậy thì các bạn nhí cũng đang quay lại với đỉnh Bắc. Với các bạn nhí thì các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam là những ngôi sao hàng đầu. Vâng, tiếp tục là một bàn thắng nữa. Lúc này thì tôi không đếm tỷ số nữa rồi. Rất nhiều bàn thắng dành cho đội bóng của 100 bạn nhỏ. Trong khi đấy thì bàn thắng có lẽ là điều xa xỉ đối với các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Họ không thể ghi bàn được. Đối phương quá mạnh và đông. Lúc này thì chính các cầu thủ nữ phải lao vào để cướp bóng nhưng cũng không thành công. Các bạn nhí đang bủa vây lấy các tuyển thủ. Đình Triệu rất bế tắc, không có một ai để truyền nữa. Và mất bóng. Tiếp tục là Đình Triệu. Rất khó khăn. Rất đông. Vâng, Đình Triệu định dùng kỹ thuật cá nhân để vượt qua các bạn nhỏ nhưng không thành công. Đông quá. Một cú phát bóng của Đình Triệu, bóng không đến được chân của đồng đội. Đình Triệu là thủ môn người Thái Bình đang thi đấu cho câu lạc bộ Hải Phòng. Trong quãng thời gian xuyên suốt của sự nghiệp thì Đình Triệu không phải là một thủ môn xuất sắc. Tuy nhiên sự mệt mài đã giúp cho Đình Triệu có tên trong danh sách của đội tuyển Việt Nam. Và kể từ khi đó nhiều người nhắc đến Đình Triệu và phong độ thi đấu của Đình Triệu trong màu áo của câu lạc bộ Hải Phòng, câu lạc bộ chủ quản cũng là rất tốt. Đình Triệu đang là thủ môn số 2. Với việc Đặng Văn Lâm gặp những vấn đề liên quan đến chấn thương và không thể góp mặt trong những lần tập trung gần đây thì Đình Triệu là một phương án số 2 của huấn luyện viên Philippe Trugier. Ngoài đời thì Đình Triệu cũng là một người rất thân thiện. Tiếp tục là một pha phá bóng lên của Đình Bắc. Các bạn nhỏ lúc này đang ở thế cửa trên một cách rất rõ ràng. Lấy số lượng đè chất lượng. Tôi nghĩ rằng kể cả những cầu thủ hay nhất của bóng đá Việt Nam vào đây thì cũng thua thôi. Đối thủ hàng trăm người, cả trăm người như thế này thì thắng làm sao được đây? Rất khó đúng không ạ? Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam được hưởng quả đá phạt góc.
Đình Bắc đã lao lên nhưng bóng không được đến được đến vị trí của Đình Bắc. Tiếp tục của Đình Bắc. Đình Triệu được định tung cú sút nhưng đã bị các cầu thủ Nhí vây lại rồi. Vâng, phía khung thành đang không còn ai cả. Đá phạt dành cho các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Một cú sút rất xa của Đình Bắc không được. Một cú sút từ giữa sân của Đình Bắc. Đình Bắc tiếp tục cố gắng lập một siêu phẩm nhưng không thành công. Trong số các tiền đạo của đội tuyển Việt Nam lần này có thêm của Công Phượng nữa. Và Đình Bắc sẽ phải cạnh tranh vị trí với người đàn anh cùng quê. Tiếp tục là một cú dứt điểm và bàn thắng tiếp theo. Đình Bắc bất lực vào lưới nhặt bóng. Và tiếp tục là cú sút của Đình Triệu. Được không đây? Không được. Không qua được hàng chục thủ môn. 10 thủ môn các bạn ạ. Như vậy là bóng đã chạm tay một thủ môn. Xin lỗi các bạn, là một chạm tay một trung vệ. Và penalty dành cho cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Sẽ rất khó đây. Trước mặt của Hoàng Thị Loan là 10 thủ môn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thủ môn rồi. 9 thủ môn trước một quả đá penalty. Liệu có bắt được không đây? Hoàng Thị Loan sẽ là người thực hiện cú sút. Hậu vệ của đội tuyển nữ Việt Nam. Sẽ là một cú sút đây. Liệu có thành công trước mặt từng đội thủ môn hay không? Vâng, như vậy là đã thành công. Bàn thắng danh dự dành cho các cầu thủ của đội tuyển nam và nữ Việt Nam. Một bàn thắng có thể nói là danh dự thôi. Rất khó để có thể giành chiến thắng trước một đội bóng đông số lượng như thế này. Đây cũng là những hình ảnh thay cho lời tạm biệt của video ngày hôm nay. Các bạn hãy cùng theo dõi những phần còn lại của trận đấu. Đình Triệu cũng có phải ra nghỉ rồi. Và rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video trên kênh Tech Trần TV. Đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra những video mới. Xin được kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.